Rõ ràng họ tên Nguyễn Thị Xuyến, địa chỉ 542 Ngọc Thụy. Sao 542 Ngọc Thụy à? Vâng, 542 Ngọc Thụy. Ngọc Thụy của Gia Lâm à? Ngọc Thụy Long Biên. Ồ thế à? Vâng. Chị bị bệnh từ bao giờ? Bị thì bị lâu rồi, nhưng mà bị cái thoát vị mới bị đau cái này trình độ khoảng hơn năm nay, khoảng gần gần 2 năm. Chữa cho chị trong 10 ngày là chị khỏi hoàn toàn nhé. Vâng. Kia con rể với con gái à? Không, đấy con gái mới đẻ cháu. Chữa ngày hôm qua rồi, 11. Hả? Chữa hôm qua là ngày 11 đấy. Hôm nay là 12. Ghi từ ngày một. Hả? Tức là hôm qua chữa từ ngày hôm qua là 11. Hôm qua là 11, bắt đầu từ hôm qua. Ừ. Thế đây ông lại ghi là 12, nó bắt đầu. Ừ. Thế là xong rồi.